quán mình là quán bánh mì bò nhất nhất. Còn chúng mình bán ở tại điểm số 80 đường Trần Phú. Quán mình thì bán bánh mì bò. Một chúng mình có 3 loại nhân chính là bò xào, bò nướng và bò nhừ. Thêm phô mai ạ. Còn mình bán chạy nhất là món bò nướng phô mai với vị thơm thơm của một chút than hoa cùng với tẩm ướp đậm đà của thịt bò kèm với ăn một chút phô mai béo ngậy. Đấy là cũng chính là điểm mà khách hàng luôn luôn nhớ đến bọn mình đấy ạ.